Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ, chăm lo cho đời sống đoàn viên công đoàn và người lao động. Cũng bởi vậy mà nhiều đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Bản thân mình thì có con nhỏ, mà con thì là đau ốm thường xuyên, cứ 2-3 năm phải đi mổ một lần. Thì bên công đoàn cũng biết được cái hoàn cảnh ấy, thì cũng có hỗ trợ cho một phần. Mỗi lần mà được bên các đoàn thể được quan tâm thì bản thân mình là cũng muốn đi chia sẻ lại, cũng muốn gieo những cái duyên đó cho những người mà có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Bản thân tôi thì rất là hài lòng, các lãnh đạo cũng như là cũng đã giải quyết được các nhu cầu mà đoàn viên cũng như là cái chế độ cho công đoàn viên. Tôi thấy là thường xuyên là tặng quà để động viên về tinh thần cũng như là vật chất cho đoàn viên rất là kịp thời. Thông qua các hoạt động chăm lo, thăm hỏi, động viên từ các cấp công đoàn cơ sở cho đến đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã khẳng định được vai trò, vị thế, từ đó củng cố niềm tin của tổ chức công đoàn với người lao động. Năm 2024, trên địa bàn huyện Crong Năng là được tỉnh là hỗ trợ trên 5 cái nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Cái thứ hai đó là cái hoạt động là về quan tâm cái sự sức khỏe cho đoàn viên người lao động nói chung, nhờ cái sự đoàn kết của tập thể ban chấp hành cũng như ban thường vụ và sự hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương tạo điều kiện cho công đoàn là hoạt động cũng rất là sôi nổi. Được sự cái quan tâm ưu ái của là ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thì hàng năm, nhất là nhờ các cái dịp tháng công nhân và tháng hoạt động vệ sinh an toàn lao động thì Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên quan tâm và điện xuống thăm hỏi, không những điện xuống thăm hỏi mà còn trao tận nơi, trao phát quà, nhất là các cái trường hợp tức là bị tai nạn lao động. Huyện Cồn Búc cũng là một trong những cái huyện nhận được sự quan tâm ưu ái của thường trực ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. Thì đầu năm đến nay thì cũng đã xây dựng được 3 căn nhà máy ấm công đoàn. Đặc biệt là Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 thì Liên đoàn Lao động huyện cũng được Liên đoàn Lao động tỉnh là hỗ trợ 249 xuất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với cái tinh thần trách nhiệm là hướng về cơ sở cũng như là tập trung chăm lo bảo vệ cho người lao động. Huyện cũng mong muốn thường trực ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục quan tâm để xây dựng một số nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tính đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã trao 338 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá 338 triệu đồng, trao tặng 34 phần quà trị giá 51 triệu đồng cho các đoàn viên, người lao động gặp tai nạn lao động và hỗ trợ kinh phí xây dựng 6 nhà máy ấm công đoàn với tổng trị giá 300 triệu đồng.